Rồi xong. Tắt bộ máy luôn. Hay quá. Ôi ơi, tắt bộ máy luôn rồi. Hả? Chai nước hoa xịt toàn thân á thì em quẹo vô. Em làm hết 5 chai. Biết sao không? Biết sao làm 5 chai không? Đáng lý ra là sẽ mua nhiều hơn, nhưng mà có một mình em xài thôi thì mình sợ mình mua xong mình xài không hết đâu người. Sớm thức dậy cho anh hai với em mình lì đồ ăn xong rồi nè. Em cũng mới ăn xong. Ê! Này nấu 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 nấu. Ê. Nổ. Ê. Nổ. Hê. Hê. Tới ông địa nữa rồi đó. Nè. Làm gì đó? Rồi đó, nó vũ cái tay ra. Này. Mẹ, rồi nó vũ cái tay ra đó. Qua đây. Ừ. Qua đây nè. Nè. Con làm con phá ông địa quá, mốt mẹ đem mày giấu ông địa đi luôn bây giờ. Không chịu. Rồi đó, chơi đi. Nè. 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 Nó đâu có thèm đâu, nó đi nó đi nó kiếm chuyện rồi đó, nó kiếm chuyện rồi đó. Bé. Ăn uống no nê rồi giờ đi nè. Gửi tiền cho bà ngoại nè. Xin ba được 200. Xin ba được 200 cho ngoại kìa. Bây giờ đi gửi tiền cho ngoại. Nhà cái bóng đèn hư rồi, tao thui à. Ấy dạ. Rồi, đó, đó. Nghe được cái đó không? Úp bà ngoại xuống rồi đó. Bấm nó chọt đồ dữ lắm rồi, đâu mất tiêu vậy? Rồi mất tiêu vậy? Ai rồi cái điện thoại nặng quá ôm không có được, cái ôm đưa vô cái mỏ, cái đập vô cái mỏ, cái bóp, cái khóc. Tắt mất tiêu rồi, đứa nào tắt rồi, đứa nào tắt, còn cái tay nữa hả, đứa nào tắt nó bấm tắt nó đi à, nữa tắt của tôi đi à. Nó chọt kìa, kìa nó bấm vô nút màu đỏ kìa, nó mò mò nó bấm vô nút màu đỏ kìa. Nó tắt nữa kìa. Nó vậy. Cái mẹ biết không? Nó bấm vô cái nút màu đỏ, nó tắt cái xong cái nó thấy mà mất tiêu, cái đầu cái tay nó xè xè vậy nè mẹ. Tay xè xè vậy nè, nó làm gì nè, làm gì nè. Xè vậy nè. Ý là mất tiêu rồi đó, ý là mất tiêu rồi. Ý là mất tiêu rồi đó. Má chọc đất bừng quá mà nó dọt vô đó đi. Bây giờ đi nha. Ok anh hai mở bánh ra lấy cho em miếng rồi anh hai. Star. Nè anh hai cầm đi, em anh hai đừng có đưa cho em cầm cái làm gớt. Okay. Anh hai đó đưa cho em miếng đó, ngon quá. Ăn bánh hả? Hả, ăn đi, qua ăn đi rồi hai anh em ăn nha. Xếp beo lại rồi đi nha. Ok. Ok. Nghe công chúa ơi. Anh hai ơi. Ngon ầm ơi. Giỏi. Rồi xếp beo em lại nè. Tôi chừng em té đó. Tôi chừng em té anh đi. Để cho em đứng đó đi. Đi đâu vậy? Để cho em chơi. Nè. Xích lại.
Thôi thôi ha, mẹ bỏ hai anh em đây mẹ đi nha. Mẹ về nha. Bỏ hai anh em đây. Cho hai anh em mới chơi. Rồi xong mẹ đi về. Sao vậy? Mẹ đừng có về. Đi giờ. Mẹ bỏ hai anh em đây cho anh em chơi. Đúng rồi. Không chịu hả? Cái chuyện vô mặt á. Mùa hè cái là ở trong mo này á hả, ngày nào cũng đông, đưa đi nước đi chơi, ra đây chơi quá trời đông. Thấy con ha. Thấy con gái, gái ha. Gái ơi, gái à. Gái ơi. Gái ơi, gái à. Nó để em chơi đi con, đừng ẩm em. Cao quá. Thôi không có, em chơi dưới này được rồi, lên nó cao lắm. Đâu ừ. Đâu ừ, ba ăn. Hồi sáng ba ăn dâu là dính vô cái giò cái nè. Nhìn đâu trên trời vậy? Nhìn đâu trên trời vậy hả? Nhìn ở đâu mà trên trời vậy hả? Mở đâu? Cái gì đây? Cái này cái gì đây? Trời ơi, đây bông của ai đây? Này lụm bỏ miệng á. Là bông của ai không biết nè. Thấy cái nó nồi nó bò lại liền. Hay gì đó. Giỏi lắm. Đó, em muốn chơi lại. Vậy? Không biết. Ờ, leo đi, con chơi đi. Nó em muốn. Nô nô nô, cái đó cao quá. Cái đó em không có bò được, em bò lên nó té nè em á. Ừ. Bà phá cái này, em đứng chơi cái này cả buổi được luôn mọi người. Dạ. Em đang chơi. Hả? Lát em qua, em chơi này chút xíu em qua. Anh ơi chạy nhảy đi, chạy nhảy đi. Xíu em qua, đi đi. Ê, ê, đi đâu ạ? Có bạn có chị lại ra làm quen rồi trời ơi lại làm quen rồi. Yeah, I know. Yeah, I know. It's a joke. Two months old? Oh. Her 9 months. Oh. Yeah. Yeah. It's okay. I take care, that's okay. Ừ á. Đó cái bó bò này, đó bó bò này. Cái bà Mỹ bà sợ mình không có cho con người ta lại gần con mình á. Bà lại phải giải thích. Giờ lên, ra. Đứng cái lưng trong vòng. Cũng chơi được gì lắm. Her name Emily. What's your name? Sophia. Sophia? Nice to meet you, Sophia. What? Bé dễ thương. Nó có nhỏ em 2 tháng. Cho nên nó thấy nhỏ bé này nó khoái nó lại. Nó ngồi cục lông mà. Hey. Hey. Hey.
tích 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 à tích 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 à tích 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 tích. Cũng chơi rồi với chúng ta chứ bộ. Của mẹ con em khi mà đi đi mò chơi nè mọi người. Đã chưa? Thiệt là tốn tiền. Đây, cho mọi người xem nha. Thì dự định là không có mua, xong cái ghé qua bên cái gì? Bath and Body Works nè. Cái chỗ này là chuyên bán là sáp thơm nè, lotion nè, rồi sữa tắm. Nhưng mà lotion của nó rất là thơm nha mọi người, với chai nước hoa xịt toàn thân á. Thì em quẹo vô, em làm hết 5 chai. Biết sao không? Biết sao làm 5 chai không? Đáng lý ra là sẽ mua nhiều hơn, nhưng mà có một mình em xài thôi thì mình sợ mình mua xong mình xài không hết đâu mọi người. Rồi xong rồi nó bị dữa, nó bị hư á. Thì thật sự nó, cái lotion của nó này rất là thơm. Mà nó sale tới 75%. 75% thì có một số sản phẩm là mới á, thì nó không có sale. Còn những sản phẩm này thì giống như nó sale để nó chạy doanh thu hay sao mình cũng không biết nữa. Thì mấy cái sản phẩm này nó bán là giảm 75%. Thì em lựa được 5 mùi tất cả. Mà cái này á, là tính ra là 10, có một chai á, là 16 đồng. Còn một chai, có chai thì 18 đồng. Đây nè, 16 đồng 90 mấy với 18 đồng mấy chục cent nè. Cho mọi người coi nè. Đây nè. Đây, cái giá của nó nè. Cái giá này 18 đồng mấy nè. Với này 16 đồng mấy nè. Thì khi nó giảm giá, đây, nó giảm 14 đồng mấy thì chỉ còn có 4 đồng mấy thôi. Chỉ còn có 4 đồng 79 với 4 đồng 20 mấy 24 thôi. Thì em mua 5 chai. Mà thật sự cái lotion của nó rất là thơm cả nhà. Nè. Hồi đó em mới qua thì em được chị Tâm Mì chỉ tặng cho một bộ. Rất là dễ thương một bộ. Cái xong cái em thích luôn tới giờ, bắt đầu em mua em xài. Đây là 5 chai. Có 4 đồng mấy thôi. 4 đồng mấy chưa tới 5 đồng. Rồi em quẹo qua bên đây thì thấy mỹ phẩm thì bên quầy hàng này thì không có giảm giá, nhưng mà em thích thì em mua thôi. Em ghé em mua và vô trong cái quầy đó tìm, mới đầu là tìm kem chống nắng, nhưng mà không có kem chống nắng. Xong rồi thì em thấy biotin retinol. Em thấy retinol có nhiều người review á, cho nên cũng mua về xài thử để cho cái da nó cải tạo. Mọi người 30 sau 20 cũng nên xài retinol. Xong rồi Abutin HA nữa nè. Mình thấy vậy thôi mình mua 2 chai. Tính ngay chai có 10 mấy đồng. Nó bán chai nhỏ, mình nhỏ nhỏ như thế này mình xài nó dễ đâu người. Xài cho nó dễ và tiện nè. Đó, chai như thế này mua xài hết rồi xong xài nữa. Lỡ mà có dị ứng thì cũng sao, cũng có 10 mấy đồng, bỏ không có tiếc. Khi nào mình cảm thấy ok thì mình sẽ mua chai bự. Đó, còn retinol nè mọi người. Retinol thì mình từng xài có 2 lần. Mình mua mình xài thử, mình không biết cái da mình sẽ như thế nào cho nên mua xài thử thôi. Thì hai cái này cũng hết 30 mấy đồng. Rồi, ngày hôm nay ghé S&M là có giảm giá không mọi người? Giảm giá tới 80%. Rồi có cái thì 75%. Cái sau khi đã vô thì em lựa được nè. Em lựa được 2 món. Nên lúc này là con em nó mệt rồi, nó đòi về rồi.
là em vô em lựa có chút xíu à, với phần nhiều quá, nhiều người họ mua hết hàng luôn rồi, lựa không có gì chân, nói chung là cái kệ nó trống trơn luôn mọi người. Gần tới lễ Chu Lai Pho cho nên họ mua đồ để họ đi chơi mọi người. Đây là lựa được một cái áo rất là dễ thương nè, em rất là thích cái những cái form dáng thế này và chất liệu vải như thế này mọi người. Chất liệu vải này nó giãn nè, mà mặt nó mát nha, trời nóng á, thì mặt nó mát lắm, còn trời lạnh thì mặt nó cũng khá là ấm nè mọi người. Ở lúc ở Việt Nam em cũng thích mặc chất liệu vải này lắm nè, co giãn nhiều lắm mọi người biết không, cái giá này là 2 đồng, 26 đồng mấy nè, nè mọi người thấy không, 20 mấy đồng nè ha, 27 đồng thì nó giảm chỉ còn có 8 đồng 99 thôi. Cái áo này, cái đầm này cũng vậy luôn, 8 đồng 99. Đây nè, cái đầm này đầm dài, đầm dài mọi người, cái form dài rồi nó là cổ tim ở trên nè đó, kín đáo dễ thương lắm. Cổ tim xéo qua đây, cái này nó có cái phần dúng, rồi cái bên hông là cũng có phần dúng, mặc lên cái form đẹp lắm các bạn, mặc lên cái form đẹp lắm. Cái đầm này thì cũng giá là 27 đồng luôn, giảm còn có 8 đồng mấy đồng người, thấy không? Thì tranh thủ mua đó, lựa được cái đầm này trầu cưng quá trời luôn, quá trời dễ thương luôn. Ê, mọi người ơi, đây. Đó mọi người thấy không? Đó, mua được cái này với cái này. À, với bao nhiêu đây? Thì ngày hôm nay không có dự định mua đồ cho mình, nhưng mà thôi dạo phố chơi cái tự nhiên thấy nó đang giảm giá, quẹo vô lựa coi được cái gì hay không. Tốt cùng cũng được nha mọi người. Mấy ở bên Mỹ này canh những cái mùa lễ lớn như thế này là đi mua đồ vừa đẹp mà vừa đẹp mà vừa tiết kiệm nữa mọi người. Đó. Rồi, chiếm đạo phẩm ngày hôm nay của em bao nhiêu đây mọi người? Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của gia đình em ngày hôm nay nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thấy thích video thì nhớ đừng quên like cho mẹ con em nhé. Xin chào, bye bye. Hẹn gặp lại. Bye.